Hello cả nhà, mình có trồng đám cải, bông cải xanh, bông cải trắng nè trước sân. Mà bây giờ thiệt là mình chán nó dữ lắm luôn à. Lý do đó là sâu quá trời sâu. Mà cái loại cải này sâu kinh khủng khiếp luôn, không biết đâu nó kéo tới nữa. Ở nhà mình trồng trước sân nè, xà lách đồ đủ thứ hết mà nó đâu có sâu đâu. Đặc biệt cái thằng này là sâu thôi à. Mà gình nó hoài luôn, bắt nó rất là khó. Ngày nào cũng có hết trơn, không hiểu đâu nó ra nữa. Nó ăn mà te tua tơi tả mấy cái lá hết luôn. Mà mình không có thích xịt thuốc, cho nên là mình sẽ không trồng loại này nữa. Cảm thấy nó không hợp với đối với mình. Thì chiều nay mình đi bắt sâu nha. Đây là cái cách mà mình bắt sâu nè. Mình mà có trợn mắt mình nhìn á, mở mắt to lên mà nhìn á, thì cũng sẽ không có thấy con sâu nào hết. Bắt đầu mình lấy cái cây nè, mình gõ gõ nó lần sau nó rớt ra đây, vừa gõ là con sâu nó bay ra liền bên ngoài nè, nó không có lông, sâu xanh láng vậy thôi. Rồi tới gõ cây này nữa nha, coi cây này nó có không, có là đầu cách nào nó cũng nó văng suốt đây này hết các bạn đó. Mà mình giết nó có mấy hôm mà mình bận á, mình không có thể nào mà đi ra đây mình gõ cây bắt sâu á. Đây nó nè, nó đang toàn ten nè, mình không có ra ngoài bắt sâu được á, là nó ăn tơi tả hết nó cây của mình luôn, mình chán gì lắm luôn á. Mà bây giờ mình trồng á hơn tháng nay rồi, bây giờ phải gán chịu đựng thôi, chứ mình muốn nhổ nó lên ngay lập tức luôn. Rồi bây giờ mình gõ cây tiếp nha, coi nó có ra sâu nữa không ha. Nhiều con nó nhỏ lắm các bạn không có thấy đâu, con to mình thấy, con nhỏ đây nè, con nhỏ xíu nè đó, là đêm nay là nó sẽ mập ú luôn đó. Đây nữa nè đó, khi mà mình gõ nó đó là nó ra vậy đó. Đây nữa nè, thêm một con nó rớt xuống nó đây nè đó. Rồi giờ mình gõ tiếp cây bên đây nha, thứ tự ha. Em nói với các bạn đó là ít nhiều gì nó cũng phải có con đứa nó văng xuống đây nè đó. Này chồng ở nhà mình mới gõ kiểu này nha, chứ ngoài nông trại hay farm là người ta xịt thuốc liền ngay lập tức. Mình mấy con sâu này nó lì lắm, xà bông cái chén gì tỏi ớt gì nó cũng trâu bò lắm, nó rất là có sức chịu đựng. Mấy cái đó không có thấm thía gì với mấy cái con này hết trơn á. Ủa, cây này hình như là không có hả ta, nãy giờ chưa thấy đứa nào. Rồi tha cho nó tới bên đây nha các bạn, đây mình gõ nè. Sâu ơi sâu à, đây nè, nó văng nó rớt mấy con li ti xuống nè, có mấy thằng mập luôn rồi. Nhiều khi mấy thằng bự á nó có sức, nó đu bám hay lắm. Đây nguyên con bự nó ra luôn rồi nè cả nhà ơi. Đây 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 đây, thấy không, cái tay mình này nha, cho nó lên đường luôn đó. Sơ sơ nãy giờ là biết bao nhiêu con rồi. Rồi qua tới cây này nha, chiều nào ngồi buồn cũng đi ra ngồi gõ gõ. Chán muốn chết luôn đó. Đó thằng này thì không thấy. Rồi đây coi mấy cây bên đây không có. Đây 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 nè, này vừa gõ cái nó rớt xuống nữa nè đó. Cái này là chỉ áp dụng cho ở nhà thôi nha. Ừ da ui mình gõ con này nó mập lù luôn nè các bạn ơi. Ui đây nè đây nè đây nè, nó u nu luôn nè, thì ghê quá trời ơi. Nó ăn lá bởi vì nó u nu à các bạn ơi. Ngày hôm qua đó mình đã đi ra mình bắt cả chục con rồi đó, bữa nay ghê quá. Đi rồi nó có qua cái đám su của mình nè, nó ăn tơi tả nè. Đây nè, này như mấy cái con nhỏ xíu gì nè, mắt thường mình đâu có bắt gặp được, mình đâu có đi nhìn vô cái lá kỹ được, nó cũng màu xanh, nó cùng màu với cái lá của mình luôn á, mình không thể nào mà mình thấy nó được. Đây nè, nó rớt xuống nè ngay cái đũa mà, cái cây của mình nè, mình không thể nào mình thấy được luôn á. Lỡ ăn rau sống mà chắc nó dính cái lá rau cũng không thấy nữa, nó quá bé tí luôn. Mà bên đây coi
Cái su này mình gần thu hoạch được rồi. Năm nay mình trồng cũng gì cũng trễ hết á, tại vì mình dọn nhà, cho nên là ngay cái thời điểm dọn nhà là thời điểm gieo hạt, mà lúc đó mình lu bu á, mình đâu có thời gian đâu mà mình đi làm đất trồng rau, cho nên là tất cả các loại cây mình đều trồng trễ, cho nên là có ăn trễ. Trời ơi thương mấy cái cây cải của mình quá. Đây nè, bó nãy gõ rồi quay qua gõ lại cũng dính con sâu nữa nè. Ôi có con mập hù lù luôn nè cả nhà ơi. Đây nè, đây nè, dính nu luôn đó. Rồi coi có đứa nào nó ăn tơi tả cây của mình luôn, cái gì mà ra bông khỉ khô gì nữa. Trời ơi thật là đau khổ cho cái cây của mình quá đi. Đây nữa nè, rớt sâu xuống nữa nè. Đó, đây nữa nè, cái con tí xíu luôn nè. Nó mất tiêu rồi. Nó rất là nhỏ luôn, mình mắt thường nhìn hơi bị khó quay lên điện thoại nhìn nó cũng nhỏ quá. Trời ơi thôi. Yes con. Trời ơi xinh gái quá vậy. Đi đâu mà xinh gái quá vậy? Hả? Con mang giới vô đi, ngày mẹ tắt máy mày dẫn con đi chơi một vòng. Ok. Con muốn đi thăm con vẹt. Con muốn đi thăm con vẹt hả? Yeah. Rồi đi, nhanh đi kêu ngoại để đồ đi rồi mẹ dẫn đi. Rồi thôi, tạm biệt cả nhà nha. Một buổi chiều yên bình trước sân nhà mình đi. Cái cây này là cây sơ ri nè, mình gắn cái hoa mai lên nè, nhìn cho nó đẹp giống như cây mai vậy đó. Tạm biệt cả nhà.